Người đã đến với video tiếp theo của Tuấn Anh nha. Thì hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu thêm về những cái mà liên quan tới Nha Trang ở đây nha mọi người. Thì mọi người cũng thấy là đằng sau Tuấn Anh là cái nhà này là nhà hoàng của người Triều Châu, là cái chỗ này được xây dựng từ năm 67 tới năm 69 là xong nha mọi người. Thì giờ Tuấn Anh sẽ giới thiệu cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây là cái miếng Trinh Đình, được kêu là miếng Trinh Đình nha mọi người. Mọi người cũng thấy là bên phải là có để năm 1967 là năm bắt đầu thành lập nha mọi người. Xin Tuấn Anh xin tiếp tục cái video mà cái ở cái nhà hoàng ở đây nha mọi người. Thì bây giờ là 8 giờ tối rồi nha mọi người. Thì Tuấn Anh đi ngang qua và thấy lạnh lẽo quá, thì Tuấn Anh bây giờ Tuấn Anh vô hấp nhang ở đây nha mọi người. Cái nhà hoàng ở đây á mọi người thì cũng giống như mấy cái nhà hoàng kia, là khi mà chôn á là người ta sẽ đem vô đây, người ta hoàng ở đây chút xíu rồi người ta mới đem ra mộ chôn nha mọi người. Thì để y chang vậy luôn đó, y chang để chính giữa y chang vậy luôn nha mọi người. Là người ta sẽ tụng xong, tụng chút xíu xong người ta mới đem ra mộ chôn xuống nha mọi người. Này không biết là người nhà là chừng nào chôn lại nha mọi người. Thì cái này là Tuấn Anh thấy khoảng là sáng này là khoảng 9 giờ sáng rồi, tới giờ chắc có lẽ là chắc mai sẽ chôn lại cho mọi người. Sáng giờ Tuấn Anh cũng không thấy người nhà đâu, thì Tuấn Anh sẽ đi một vòng cho mọi người thấy nha. Thì hiện tại thì Tuấn Anh chỉ có một mình ở đây thôi. Ở đây nói chung nó cũng sáng sủa. Cái nhà nhà mà được cái này được kêu là cái nhà hoàng ở đây thì cũng là xây theo cái kiểu phong thủy của người Triều Châu nha mọi người. Mà được cái là cái nhà hoàng ở Nghĩa Trang Triều Châu này là nó lớn hơn cái nhà hoàng ở hai cái bên Phước Kiến nha mọi người. Một cái là bên Phước Kiến nè, một cái là bên Hẹ, là Nghĩa Trang Triều Châu là nhà người hoàng này lớn hơn và có đèn đuốc đồ sáng sủa nha mọi người. Thì Tuấn Anh cũng nói với mọi người luôn là ở trong cái nhà hoàng này là nói chung là vong linh rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái ở đây là thường á là những người là không có nhà cửa nè. Cứ hai nữa là những người ở phòng trọ mọi người, thì khi mà người thân mất á, người ta không có chỗ để, thì bên trại hàng, trại hòm á, trại bán hòm á, người ta sẽ góp ý với gia đình là sẽ đem vô đây, là sẽ để trong đây nha mọi người. Thì cũng y như mà cái này mọi người cũng thấy nè, nó mọi người thấy những cái hùng mà trước mặt đó không, mấy cái mà dán ép á, là những cái đó là khi mà bốc mộ á mọi người thì sẽ là bỏ vô những cái đó và đem hiêu lại cho mọi người. Này ở trong cái nhà hoàng này thì vong linh thì cũng rất là nhiều. Đợt đó là có một em bé đó là khoảng mấy tháng tuổi thôi, nhưng mà em là bị mắc cái bệnh là nan y á, bệnh tim rồi này kia kia nọ mọi người. Thì đem lên đây á, đem em lên đây là mấy tiếng đồng hồ em không có rời khỏi cái thể xác mình được, tại vì là ở đây vong nhiều quá em không dám đi. Và khi mà trên đường trở về gần tới nhà thì em nói là em
từ giả cái cổ trần này nha mọi người, là đem quay ngược lên đây hiu em. Hiện nay vô tình là cũng có là một cái này nên Tuấn Anh sẽ quay cho mọi người xem là đêm mà ở giữa cái nghĩa trang như thế này mà có một cái quan tài để ở đây thì mọi người xem thì mọi người thấy cảm giác nó ra sao thì tùy theo người thôi, nói chung tùy theo người thôi, theo mọi người thôi. Cái này Tuấn Anh cũng làm vì khán giả thôi. Ở đây rằm tháng 7 là cúng lớn lắm mọi người, cúng là ở đây là tới ngày rằm đó là sẽ ở hội là sẽ đem là mía nè, khoai lang nè, rồi sẽ đem là gạo nè, giấy tiền nhàn bạc, nước tương, kẹo, mì gói để cúng mọi người. Ngày 24, 25 gì phải là đem lên đây, đem lên đây là sẽ để trên đây là mấy người làm ở đây nè mọi người, người ta sẽ là khoai lang người ta sẽ chà mấy cái đất ra hết là cho sạch sẽ, rồi mía là chặt ra nè, rồi mấy cái giấy tiền nhàn bạc là phải phân chia ra hết. Tới lúc đó Tuấn Anh sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Thì bây giờ Tuấn Anh chỉ là chỉ những cái chỗ là gầm tháng 7 người ta để cái gì thôi nha mọi người. Tháng 7 là ở đây là bên người Hoa là sẽ có ông Tiêu, một ông Tiêu ở đây nha mọi người. Và ở bên tay trái Tuấn Anh là ngay chỗ này là sẽ để những cái tấm bài vị á. Với ở bên đây là mọi người biết cái tấm bài vị của người Hoa không, là những cái người mất ở đây nè, người nhà người ta sẽ cúng dường như là để bố thí cho những người ở đây nè mọi người. Thì ở hội họ sẽ lưu lại cái tên người mất là ai cúng cái gì là người ta sẽ ghi vô nha mọi người. Rồi ở bên đây nè, ở bên cái tấm này là tấm được ghi những người mà ủng hộ cái gì như là tiền hay gạo hay là muối hay cái gì đó thì người ta sẽ là để ở đây nha mọi người. Và phía mà chính diện chúng ta ở đây nè là tới ngày đó là sẽ ở dưới chùa ở dưới thành phố, người ta sẽ lên đây người ta làm một cái tấm Phật độ mọi người, là bích hết chỗ đó luôn, chỗ đó lại luôn, rồi xong sẽ bài độ ra sẵn là ngày 25 là bắt đầu sẽ thầy người Hoa sẽ là cúng. Thì ở đây mấy năm trở lại đây là sẽ là hội mướn những người thầy ở bên nước khác về đây, để ở bên Trung Hoa về đây để mà tụng kinh ở đây nhà mười. Rồi tới ngày đó ở trước mặt chúng ta đây là sẽ một con thuyền bằng giấy rất là lớn, thì trên thuyền là có ông Tam Tạng nè, một người lái đò với một bà Quan Âm sẽ ngồi trên thuyền. Sẽ sau mà khi mà cúng xong 3 ngày á, là những cái giấy vàng ở trên đây nè, những cái giấy vàng ở trên đó là sẽ tháo xuống rồi sẽ bỏ lên thuyền, rồi và những mà cái tấm mà giấy đỏ ủng hộ đây là cũng xé luôn, xé bỏ lên thuyền để mà đốt, sau khi mà cúng xong là sẽ đốt về đó. Thì hầu như mà tháng 7 năm nào nó cũng mưa đó mọi người, tại vì ngay mùa mà có những năm mà không có mưa ít lắm mọi người ơi, hầu như cái nào cũng có mưa. Thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi lại cho mọi người xem nha. Đây là để Tuấn Anh chỉ rõ luôn nè, đây là những cái nhang của người quản đốt rất là lâu mọi người. Cái này đốt một cái là 12 tiếng 24 tiếng gì á là một cái nhang này nha. Nói chung cái này là cũng sơ sài thôi, tại vì bốc mộ lên ở nơi khác á, xong rồi chôn lại ở đây tự như là cho hai ông bà nằm gần nhau á mọi người. Bây giờ là 8 giờ tối rồi nha mọi người.
Có nhiều khi mà ở trong đây có nhiều cái hoàn cảnh mà đem đây mà khó khăn lắm mọi người. Vô đây có khi là đem đây mà ông hoặc bà mà mắc rồi mà trong túi là không có đồng nào hết. À, ở đây là Trứng Anh cùng với một người bạn nữa là cũng nguyên góp gần giúp cho người ta cũng có một cái áo quan cho đàng hoàng mọi người ơi. Chứ mọi người thấy cái tình cảnh đó mọi người chịu không nổi đâu. Vì đâu mà ông vì cha mẹ mới vừa mất là trong túi không có đồng nào hết. Nếu mà như mọi người thấy cái hoàn cảnh đó mọi người nghĩ sao mọi người? Thì nói chung bây giờ cũng tới gần tháng 7 rồi, gần tới gần tháng 7 rồi. Thì Trứng Anh cũng chuẩn bị là đi kiếm những người mà nghèo khó, Trứng Anh giúp được phần nào hay phần đó nha mọi người. Khi mà tới gần tới lễ Vu Lan báo hiếu á, thì Trứng Anh sẽ đi tìm những người mà đi bán vé số nè, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những người mà như là tàn tật các mọi người, Trứng Anh sẽ tặng cho những người đó là mỗi người là một phần mì cho mọi người. Nói chung là Trứng Anh cũng giúp trong cái khả năng của Trứng Anh thôi. Năm nào cũng vậy, Trứng Anh cũng cái ở đây là Trứng Anh phụ trong hội quán ngang ở đây đó mọi người, là phụ hội cúng á, là thường thường là phụ xong 3 ngày á là Trứng Anh với một người bạn nó cũng được 100 kg gạo. Thì Trứng Anh với người bạn đó thì cũng đem qua cái chùa đó, là hai sư cô đó là tu tại gia, là cũng đóng góp mà giúp cho cô với những để cô có mà gạo để cô nấu cho những Phật tử để cho của cô ăn. Thì có nhiều khi là cô không có nấu mà cô lại tiếp tục là đem cho những cái chùa là nghèo hơn nữa mọi người. Mấy cái chùa bệnh lúc mà xây á thì không có đủ mà khả năng mà để xây lên, thì ở đây cũng như quyên góp 200 bao xi măng mọi người để bển cho hai cô làm được cái mà cái am ở tại gia thôi, chứ chỉ có hai sư cô thôi chứ không có nhiều. Nói chung giờ cuộc sống mà mình phát tâm mình làm gì được thì hay cái đó mọi người ơi. Bây giờ Trứng Anh sẽ xin kết thúc cái video nói về cái nhà hoàng ở nghĩa trang Triều Châu và vô tình gặp được một cái quan tài khi mà để đây khi về đêm như thế nào nha mọi người. Thì mọi người hãy nếu có những cái mà có những cái ý gì mà hay á thì cứ để lại cho Trứng Anh một cái comment nha. Thì mọi người nhớ để lại với lại để lại cho Trứng Anh một đăng ký, một like và một share nha mọi người, để Trứng Anh có động lực để Trứng Anh có thể là đi giúp những hoàn cảnh khó khăn hơn mình nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người.